Đây là bầy gà được 11 ngày tuổi rồi đây. Đây là cái giống gà nồi đất, gà nồi vườn nha các bạn. Hiện tại là bữa nay là cái đàn gà này là 1.000 con, được 11 ngày tuổi. Đang rất là khỏe. Gà nào đắt thì nó cái lông nó đủ màu các bạn, cái chân nó cũng đủ màu luôn nha. Đây. Gà nào đắt của mình nè. Lông nó xuống. Ra ngoài cái chuồng này thêm một chuồng nữa nha các bạn. Đây chuồng này một chuồng nữa, đây nó đói bụng, nó la quá trời la rồi nè. Wow. Đó. Nhìn nè, nó đang đói bụng rồi nè. Cái cửa vô hay là cửa ra vậy? Chị hốt một nắm thì dục nhẹ sơn đó, cho nó qua để nó gặp chị là nó phóng lên đó cho nó ăn, mà nó gặp nó bù rồi nè. Chị hốt nắm chị dục nhẹ đến với bộ vụ nó chạy qua phía bên kia là chị mở cửa được hà, đến đây sẽ được dục phúc đại ra đó. Nó bu về sao mà vô vậy? Ra được ra nha con. Ừ, đẳng nhớ hôm bữa có cái cửa. Có nghĩa là nó không có cố định đó phải không? Chuẩn bị cho ăn mà nó nhảy lên. Đạp hả? Bây giờ nó chạy ra đằng kia này nha.
nuôi chứ mình nhìn mình cũng thấy thấy cưng nữa. Nó bu ra đảng làm dây chì chứ mình ra mình máng lên là xong rồi. Giờ đỡ thức ăn cho nó ăn. Chị hả? Giờ nó cứ đòi ăn kìa. Thiết kế cái máng ăn cũng yên quá nè. Của chị hả? Chứ phải vậy là chị tự chị thiết kế và ảnh lấy hả? À. Bởi vì em nói mình chăn nuôi mà cái nào tận dụng được cứ tận dụng, đừng có mua phế liệu hay gì, mình cứ đưa vô hết. Giờ khách khứa đùm la làm mấy tiếng hồ chưa rồi, gấp quá không được đâu, cái này làm lâu lắm rồi. Được rồi, cưng quá hả? Đó cho nào nó giật. Đây, chiều cho nó ăn mà nó bu quá nè. Đóng đóng cửa chị đi cái đường mị mị ở trong á. Rồi cái tay gì bây giờ? Cái tay vậy sao làm? Chặt ha. Mới có 1000 con gà. Mai hả là? Được không? Để bữa đó sao năm mai đi rồi khách cứ mình là lại ngồi để hồi em chỉ cho khoa anh pha thuốc cũng giống như pha sao mà hai thứ trộn lại rồi anh lấy cây kim anh chấm vô nước xong rồi anh bắt cái con gà để hồi em bắt cái con gà em chỉ cho mà xiên cánh cũng dễ ẹ không có khó chứ. Nó ngày mai em đợi em chích 1-2 mũi rồi em biết rồi dòm cái được rồi. Hồi em bắt con gà em chỉ cho chim cho nó, anh có nó có cây chim giống như cây chim nhỏ xíu xíu à, như cây chim mai độ đó, rồi anh chim vô nước xong rồi anh chim vô cánh, anh chim nước anh chim cánh đâu có đâu vậy anh. Cho họ không có cái đồ mà dạng như là ví dụ như chim mà nó có chẳng được cái bơm tới không có cái chim đâu có, cái đó là mình nhúng nước chứ mình đâu có bơm ở trong như nước, có nghĩa là mình nhúng nước cho ướt cái chim xong mình chiên cánh nó thôi chứ mình đâu lại gì đâu, mình quẹt cánh chiên cánh nó chiên nó lủng ngang cánh rồi. Vậy hỏi bắt cái con gà em chỉ cho dẹt hà đâu có đâu, vậy nó ăn mấy heo thấy cưng quá à. Bữa nay là đúng 11 bữa đó, 12 bữa chủng đậu cũng được đó sao đâu, địch là 12 bữa chủng đậu thấy không? Sao ai biết là em ai biết à, cái gì ai biết à.
bữa 15 phải không? Giao bữa 15 15 là như bữa đó mình không tính đi. Thì đó, bữa 15 là bữa đó, 15 15 là được ngày. 15 là bữa nay là 26 là 11 ngày đúng không? Ngày mai là 12 ngày. Ngày mai là 12 ngày là làm chiều mai hay là. Ngày mai em giao dịch. Vậy đâu phải. Ấy đi anh ấy còn công chuyện nữa, có gì ngày mai mình chích khoảng mấy giờ được? Thì chiều chiều mà mát mát 4 giờ 3 mấy 4 giờ gì đó anh là. Rồi em lại em chỉ cái là ở đây ta làm được hả? Dạ mắc dạ em chỉ cho đâm. Chỉ giả vậy đó hả? Đâm chỗ đó thôi chứ giờ đâu.